tất tật, tật về nữ vương hải tặc Hancock, Harem số 1 của Luffy. Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với hồ sơ One Piece. Các nhân vật nữ trong One Piece đều được Oda khắc họa hết sức chi tiết về ngoại hình và nhan sắc. Trong băng Mũ Rơm cũng có hai bóng hồng là Nami và Robin, họ đều rất xinh đẹp và bốc lửa. Tuy nhiên vẫn có một cô nàng sở hữu sức hút hơn cả cặp đôi của băng Mũ Rơm. Mỗi lần xuất hiện, cô đều khiến tất cả cánh mày râu xung quanh đều đứng. Rất hiếm người nào có thể giữ nổi cảm xúc khi đứng trước cô nàng này. Đó không ai khác là nữ vương của Amazon Lily, bỏ hẳn cấp. Người duy nhất công khai tình cảm với Luffy. Và bây giờ anh em hãy cùng mình tìm hiểu về cô nàng này nhé. Về tiểu sử, Hàn cấp. Đề đủ là bỏ Hàn cấp. Cô sinh ngày 2 tháng 9, hiện tại 29 tuổi. Cô nàng là đóa hoa hồng duy nhất trong tổ chức Shichibukai với biệt danh là nữ hoàng hải tặc. Xuất hiện lần đầu ở chapter 516, cô là thuyền trưởng của băng hải tặc Kuzha, còn được gọi là công chúa rắn của Amazon Lily và cũng là nữ hoàng của vương quốc này ở 489, lần đầu nữ hoàng hải tặc được nhắc đến bởi anh em nhà Risky khi so sánh vẻ đẹp huyền thoại của cô với vẻ đẹp của những nàng tiên cá. Hancock rất thân thiết với hai em gái của mình là Boa Sandersonia và Boa Marigold vì cả ba đã cùng nhau trải qua thời gian khó khăn. Khi mới 12 tuổi, cô và các em của mình bị bắt đi khỏi con thuyền của tập cơ gia bởi những tên buôn nô lệ và bị bán cho quý tộc thế giới. Trong thời gian làm nô lệ, Hancock đã được cho ăn trái Meromeronomi để làm cho tiêu khiển cho những kẻ bắt giữ cô. Bò đã trải qua thời gian vô cùng kinh khủng. 4 năm sau, Fisher Tiger xuất hiện ở Marigales và giải phóng cho nhiều nô lệ. Mặc dù mục tiêu ban đầu của ông ta là giải phóng nô lệ người cá, cả ba chị em cuối cùng đã được Elder Neon, Lily và Sakiyaku cứu và đưa về nhà. Nhưng biểu tượng của quý tộc thế giới đã in sâu vào da thịt họ. Hancock chọn cách che giấu biểu tượng ấy và cả sức mạnh trá quỷ của mình. Khi Hàn Cốc 18 tuổi, cô đã trở thành nữ hoàng của cư gia và nhanh chóng nổi tiếng thu sự chú ý của hải quân và thậm chí là cả chính phủ thế giới. Sau đó, nữ hoàng hải tặc đã gia nhập thất vũ hải để bảo vệ Amazon Lily khỏi chính tay chính phủ và hải quân. Trước trận Marineford, Momonga nói với Hàn Cốc rằng Sichibukai đang được triệu tập để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới chống lại hải tặc dâu trắng do hành quyết Pocas the Ace. Tuy nhiên, Hàn Cốc lần đó đã từ chối. Nữ hoàng hải tặc sau đó đã hóa đá tất cả những thuyền viên trên tàu hải quân. Chỉ có một kẻ đã thoát khỏi sự việc đó là phó đô đốc Momonga hắn đã tự đâm vào tay mình để tránh ảnh hưởng từ đòn tấn công của cô. Sau khi trở về Amazon, công chúa rắn đang tắm và bất ngờ gặp Luffy ngã từ trên trời xuống ngay bồn tắm của cô. Đúng là thanh niên số hưởng, nhưng Luffy đã nhìn thấy biểu tượng trên lưng của bò và ngay lập tức Hàn Cốc đã cố gắng hóa đá Luffy. Nhưng cô ấy đã sốc khi Lù không xin nhai gì. Cuối cùng, cậu đã bị bắt và bị đưa vào đấu trường. Nhiều trận battle đã xảy ra, Nao Cao Su cũng bộc phát hạ kỳ bá vương của mình. Hàn Cốc kinh ngạc vì thanh niên ngáo ngơ này cũng có năng lực đó. Sau khi đánh bại được hai chị em của Bo, Luffy nhìn thấy tấm lưng của Sandersonia sắp bị lộ ra biểu tượng nô lệ. Cậu đã che chắn lại giúp cô. Đáp lại hành động ấy, Hancock cốc ra lệnh cho mọi người sơ tán khỏi đấu trường ngay lập tức. Sau khi các cư gia di tản khỏi đấu trường, nữ vương quyết định kiểm tra Luffy. Tuy nhiên cô đã bị sốc khi thấy lù không một chút do dự quỳ xuống và dập đầu với lòng biết ơn khi nghe tin ba người đã bảo vệ cậu có thể được phục hồi. Sau sự việc này, Hancock đã cho Luffy xem biểu tượng trên lưng của mình và kể cho cậu ta nghe về quá khứ kinh hoàng của cô. Cô hỏi Luffy có khinh thường cô hay không. Luffy trả lời rằng những người duy nhất cậu ta ghét là quý tộc thế giới. Và từ đây, Bo đã yêu Luffy. Khi biết tin anh trai của mình sẽ bị hành quyết trong một tuần nữa, Luffy đã xin Hancock có thể giúp mình đến nơi giam giữ Ace và cô đã giúp đỡ não cao su. Trong lần tiếp theo Hancock giúp Luffy là trong trận chiến thượng đỉnh Marineford, cô ấy tuyên bố rằng trước mặt cô, mọi người đàn ông trừ Luffy đều là kẻ thù. Khi Smoker ghim Luffy xuống đất bằng gậy xe tông Cốc đã can thiệp và đá người khói sang một bên. Sau đó cô đưa Luffy chìa khóa còng tay của Ace. Trước khi Thánh Ngân Hành đuổi theo Lù, Cốc đã chặn ông lại và đá gãy vũ khí của ông. Cô cũng giúp Lù hạ gục vài tên người máy của hải quân. Sau khi trận chiến kết thúc, Luffy nghỉ ngơi tại Amazon Lily. Hancock đã chuẩn bị cả núi thức ăn cho Luffy, nhưng mà kỹ năng nấu nướng của cô khá tệ. Vì vậy, Bo đã cố gắng tập nấu ăn và sau time skip, tài nấu nướng của cô đã tốt hơn rất nhiều. Luffy sau đó dùng chuông OS nhắn nhủ tới những người đồng đội của mình Rayleigh và Luffy đến đảo Rusukaina để sẵn sàng cho cuộc huấn luyện đặc biệt. Hancock muốn được mang thức ăn cho Luffy mỗi ngày từ Amazon Lily nhưng đã bị Rayleigh từ chối. Về ngoại hình, Boa cao 1m91 được coi là người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Cô có một thân hình cân đối so với những người trẻ em dị thường và to lớn của mình. Hancock có mái tóc đen dài qua eo với những lọn tóc ôm sát khuôn mặt xuống cằm và để lộ vầng trán cao. Với lông mi dài và làn da trắng, số đo ba vòng của cô lần lượt là 111, 61 và 91. Trang phục của cô ấy thay đổi thường xuyên. Khi lần đầu tiên được giới thiệu, cô mặc một chiếc áo màu đỏ cùng với một chiếc áo choàng màu trắng và giày cao gót màu đỏ. Trong hội nghị thượng đỉnh Marineford, cô mặc một chiếc váy màu tím với biểu tượng cư gia trên đó và đôi giày cao gót màu tím. Trong tất cả các bộ trang phục của cô, Hàn Cốc luôn đeo một đôi bông tai vàng hình con rắn. Sau Time Skip, trang phục của cô ấy trông giống như khi cô ấy được giới thiệu lần đầu tiên. Nữ hoàng hải tặc hầu như luôn được nhìn thấy cùng với con rắn salon cùng với hai em gái của mình, chân lưng là dấu hiệu nô lệ của thần long nhân, thứ mà cả ba người rất muốn giữ bí mật và sẵn sàng giết bất cứ ai biết về chúng chỉ trừ cụ Neon. Khi còn nhỏ, Boa trông khá giống với bây giờ, nhưng đặc điểm khác biệt duy nhất là tóc mái của cô ấy dài qua vai và có đeo chuỗi hạt. Trong lần trốn thoát khỏi Marigals, cô ấy đã mặc quần áo rách dưới và tóc buộc bím. Trong tập 63 của SBS, Oda đã vẽ bảy lãnh chúa khi còn nhỏ. Hắn công được miêu tả là đang mặc một chiếc áo sơ mi nhỏ có dây buộc với các họa tiết xoáy kỳ lạ. Tóm lại, Bò Hàn Cốc được cho là cô gái đẹp nhất vật bít. Ai nhìn cô cũng đều đứng vì vẻ đẹp lộng lẫy của cô nàng. Về tính cách, Hàn Cốc là người phụ nữ ích kỷ, bồng bột và rất tự tin vào vẻ đẹp của mình. Vì vẻ đẹp và sức mạnh của mình, cô đã quen với việc nhìn thấy đàn ông và phụ nữ, già hay trẻ đều yêu cô ngay lập tức. Bò cho rằng vì cô đẹp nên mọi sai lầm của cô đều được tha thứ. Tuy nhiên khi Luffy đến Amazon Lily và thể hiện khả năng miễn nhiễm với vẻ đẹp của công chúa rắn, cô nàng cảm thấy hoang mang và bị xúc phạm nhưng với haki nhân vật chính Boa đã phải yêu thẳng não cao su sau time skip hàn quốc vẫn tiếp tục yêu luffy nhiều như trước mặc dù sau đó đã công khai từ chối mặc dù luffy liên tục từ chối hàn vẫn không nản lòng về điều này cô ấy dường như càng quyết tâm theo đuổi luffy hơn điều này cũng thể hiện tính cách không dễ dàng từ bỏ và kiên định của nữ vương hải tặc tính cách ích kỷ kiêu ngạo và độc ác của hàn quốc trước đây cũng là do quá khứ kinh khủng của cô cô không muốn một lần nữa thể hiện sự yếu đuối trước bất kỳ ai Boa cũng tỏ ra rất danh ma và xảo quyệt. Điều này đặc biệt rõ ràng khi cô ấy hỗ trợ Man Kỳ đi Luffy đột nhập một cách kín đáo xuyên qua hàng phòng thủ của Impel Một ví dụ nữa là khi cô lợi dụng vẻ đẹp của mình làm các tù nhân phát điên, khiến họ không tôn trọng Magellan và gây đủ rắc rối. Boa rất dễ mất bình tĩnh, bất cứ khi nào hay ai đó cố gắng ngăn cản cô ấy dành thời gian cho Luffy. Chẳng hạn như khi trừng mắt giận dữ với Jin b vì ăn thức ăn cô ấy làm cho Luffy và khi Rayleigh cấm cô ấy gặp Luffy trong quá trình luyện tập của cậu ấy khiến cô tức giận nhéo mũi ông ta. Suy cho cùng, vì nỗi kinh hoàng cô phải chịu đựng lúc nhỏ từ quý tộc thế giới, Hàn Cốc trở thành một người phụ nữ rất cay nghiệt và lạnh lùng, không quan tâm đến người khác. Nhưng sâu thẳm bên trong Hàn là một phụ nữ nhạy cảm và dễ bị tổn thương, luôn sợ hãi và lo lắng về việc người khác. Cô ấy đã mềm mỏng và từ bi hơn nhiều đối với người khác. Sau khi cô ấy mở lòng với Luffy, rất tiếc cho nữ hoàng hải tặc, Thánh Oda đã nói rằng sẽ không có tình cảm nam nữ trong One Piece, nhưng hậu One Piece thì Oda không chắc. Về sức mạnh, Hancock là một người cực kỳ mạnh mẽ, đủ mạnh để trở thành một Sichi Cô còn là nữ vương của Amazon Lily. Ở vương quốc này, ai cũng sử dụng được Haki và Bo là chiến binh mạnh nhất. Sức mạnh của cô nàng cũng được công nhận qua lời của cựu thủy sư đô đốc Sengoku và đô đốc Aokiji. Trong chap 523, Gloriosa đã nói rằng Bo chắc chắn sẽ không chết trong trận chiến Marineford vì cô ấy rất mạnh. Mà anh em đều biết, trận chiến thượng đỉnh quy tụ toàn dân anh chị ở tân thế giới, nhưng Hàn vẫn được đánh giá rất cao và thực sự ở cuối trận chiến, nữ vương hải tặc không hề nhận phải vết thương nào, được coi là chiến binh mạnh nhất của bộ tập cư gia khét tiếng. Hàn Cốc còn có sức mạnh thể chất vô cùng to lớn, cô thể hiện những cú đá mang sát thương rất lớn, dễ dàng hạ gục nhiều sĩ quan hải quân mạnh mẽ và các hải tặc khác. Bộ Hàn Cốc cũng hạ gục một Pacifista chỉ với một cú đá, điều mà bộ bào quái vật bằng mũ rơm rất chật vật để làm được. Tốc độ và sự nhanh nhẹn của bò cũng rất khủng khiếp, cô có thể tung ra một loạt các cú đá cực nhanh trước khi đối thủ kịp phản ứng. Trong One Piece, Stampede, Hancock đã thể hiện sức mạnh vật lý bá đạo của mình khi giáng một đòn vào dạng tỉnh thức của Drugla Bullet gây ra một rung chấn lớn. Cô nàng này có những kỹ năng tuyệt vời trong chiến đấu tay đôi, tương tự như phong cách chiến đấu của Sanji. Hancock thường chú trọng đến những đòn đá mạnh mẽ và linh hoạt. Về trái ác quỷ Bộ Hancock đã ăn trái ác quỷ Meromeronomi thuộc hệ Paramecia, cho phép cô biến người khác thành đá miễn là họ thấy bị thu hút bởi nét đẹp của cô. Bằng cách bắn tim hoặc cung tên hình trái tim vào mục tiêu, những kẻ có suy nghĩ đen tối sẽ bị bòa biến thành đá và sẽ được ngắm gà khỏa thân nếu cơ thể bị nát vụn. Trái Mero thật sự rất phù hợp với Hàn Cấp, không khác gì con hổ mọc thêm cánh, con chó chuẩn bị được cày tơ vậy anh em ạ. Chỉ có sự xinh đẹp của nữ vương hải tặc mới phát huy tối đa sức mạnh của Mero Mero Nomi. Theo vai cặp, bò Hàn Cấp cũng là số ít nhân vật sở hữu cả bao loại Haki. Tuy nhiên cô rất ít chiến đấu nên ta vẫn chưa thấy Haki bá vương và Haki quan sát của bò. Còn Haki, trong chapter 559, An cấp đã sử dụng nó để chặn Smoker nhằm giải cứu Luffy. Cô cũng đã gãy cả thanh kiếm được bọc hải lâu thạch của Thánh An Hành. Ngoài ra, nữ vương hải tặc còn có một người bạn đồng hành, đó là con rắn Salom. Ngoài tác dụng như một ngai vàng ra, chú rắn này còn có khả năng cảm nhận phi thường. Nó có thể cảm nhận được trận động đất sắp xảy ra và theo dõi được cả tàu ngầm của Lo. Với những gì đã thể hiện, bò chắc chắn là một máy bay hạng sang của Luffy. À, à nhầm, bò chắc chắn là một nhân vật rất mạnh mẽ và mình sẽ đánh giá sức mạnh của cô thông qua một cựu thất vũ hải khác đó là The Flamingo. Theo mình thì nữ vương hải tặc sẽ mạnh ngang thiên dạ xoa và nếu so sánh với chỉ huy tứ hoàng, cô ấy sẽ mạnh ngang chỉ huy số 2 của một bang tứ hoàng. Hiện tại vương quốc của Hàn Quốc đang bị tấn công bởi một hạm đội hải quân do cô bị đứng đầu. Anh chàng này không phải đối thủ của Bo chưa kể các chiến binh cư ra đều rất mạnh mẽ và còn dùng được haki, bọn hải quân quen không thể so sánh với họ. Mình nghĩ Amazon Lily sẽ không gặp nguy hiểm và trong tương lai vai trò của Hàn Quốc còn gì khác ngoài làm vợ anh lù nhà ta chứ anh em. Đùa thôi, với mối quan hệ của Luffy thì các trận còn bát tổng trong tương lai của băng mũ rơm chắc chắn sẽ có được sự hỗ trợ của Bo Mình nghĩ là cô ấy sẽ không comeback trong Asuano vì cô đang bận bảo vệ vương quốc của mình hoặc là sẽ tham chiến trễ hơn sau khi bảo đảm Amazon được an toàn. Dù sao thì Bo cùng các chiến binh cơ gia sẽ là sự bổ sung chất lượng cho phe đồng minh bằng mũ rơm. Mình cũng rất nóng lòng thấy cô nàng này tái xuất. Còn anh em, anh em nghĩ sao? Hãy để lại comment cho mình biết nhé. Và trên đây là hồ sơ tiểu sử về nữ vương hải tặc Bo Cốc. Cảm ơn anh em đã xem video. Nhấn like và đăng ký kênh để bọn mình có thêm động lực tạo ra những video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.